Thân chào tất cả các em đã đến với kênh đồ chơi của chị Trâm Anh. Hôm nay chị Trâm Anh sẽ mở hộp đồ chơi búp bê con gái của công chúa Lọ Lem. Đây là búp bê Ever After High, Aislinn Ella. Đây là mặt trước của hộp đồ chơi. Đây là mặt sau của hộp đồ chơi. Có hình của cô bé Aislinn Ella. Và đây là hình của hai búp bê khác mà chúng ta có thể sưu tập. Wow, rất là đẹp. Rồi bây giờ chị sẽ mở hộp. Búp bê rất là đẹp các em. Đây ở bìa hộp có ghi là Aislinn Ella là con gái của Cinderella. Đây là công chúa Lọ Lem. Đây là hình phía trong của hộp đồ chơi các em. Có hình của bãi biển. Và đây là trang phục Mirror Beach. Trang phục đi tắm biển các em. Và đây là công chúa Aislinn Ella. Cô bé có mái tóc vàng rất là đẹp. Bóng mượt ha. Mái tóc rất là bóng mượt, rất đẹp. Hơi cứng một chút, chuyện gì chị mới mở hộp ra đó các em. Nhưng mà nếu chúng ta thường xuyên chải đầu thì sẽ đẹp hơn. Hoặc là xả nước một chút thôi thì mái tóc sẽ tuyệt vời. Cô bé có trang điểm nhẹ đôi mắt màu tím. Mắt của cô bé có màu xanh lá cây rất là đẹp. Và có trang điểm son môi nhẹ màu hồng. Trên đầu của cô bé có một mắt kiến mát màu hồng cam. Đây là màu hồng cam các em. Mắt kiến mát rất là thời trang, rất là đẹp cho một công chúa. Búp bê không có đeo bông tai. Có đeo dây chuyền các em. Dây chuyền cũng màu hồng cam, có hình những bông hoa rất là đẹp. Cô bé mặc một áo tắm màu xanh, có nhiều bông hoa, nhiều màu rất là đẹp. Và phía dưới có một cái váy bằng vải ren ha. Bằng vải ren mỏng có những bông hoa màu vàng lấp lánh rất là đẹp. Đây là phía sau trang phục của cô bé. Khi đi tắm thì chúng ta có thể tháo váy ra như vậy. Và đây thành một bộ đồ tắm rất là thời trang cho một công chúa. Rất là đẹp. Rồi khi búp bê tắm xong chúng ta có thể mặc lại váy. Kéo xuống một chút như vậy thì rất là đẹp. Búp bê có khớp tay, khớp cổ tay ha. Và có khớp chân. Và đây là chi tiết của đôi giày của cô bé, có màu hồng cam, đây giống như là một màu hồng pha chung với màu cam đó các em. Đôi giày cao gót rất là đẹp, ở đây có chi tiết một bông hoa hồng. Rất là đẹp. Công chúa Aislinn Ella là một người rất là mê giày dép, thành ra là giày dép của cô bé rất là thời trang, rất là đẹp.
Đây là trang phục đi tắm, rất đơn giản nhưng cũng rất là đẹp cho một công chúa. Rồi bây giờ chị sẽ cho búp bê đứng trong đồ, giúp búp bê đứng. Các em có thích búp bê này không? Cảm ơn các em đã xem kênh đồ chơi của chị Trâm Anh. Các em hãy nhớ đăng ký miễn phí và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chào tạm biệt các em.